Đây nè, ma chuẩn bị sẵn hết rồi. Gạo lứt, muối mè, với mấy đòn bánh tét. Đem theo đi đường, có đói thì ăn nè con. Có mấy chai dầu gió ở trong nữa nghe. Má ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe má. Được rồi. Má nhớ chăm sóc thằng Vĩnh giúp con nha má. Má biết rồi. Con đi nghe má. Đi lẹ cho kịp. Cha! Cha dối con. Cha ru con ngủ. Rồi cha bỏ con đi sao cha? Con à, cha... Vĩnh à, cha con bận công chuyện. Cha con đi rồi cái cha con về liền. Ha, ở nhà với nội ngoan nghe. Con lớn rồi mà nội. Con biết và hiểu hết mà. Cha con đi đánh giặc phải không nội? Vĩnh à, nghe cha nói nè. Nếu con nói con đã lớn, con biết và con hiểu hết, thì con phải để cho cha đi chứ. Rồi cha sẽ trở lại. Nè, ngoan. Những gì cha dặn con, cha dạy con như thế nào, nói lại cho cha nghe. Dạ. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường già yên lòng cha đi rồi. Dạ con chào bác. Anh Quốc, mình đi theo anh. Để đi. Còn kịp con nước rồi nào. Đi lẹ đi con. Con đi nha má. Khoan. Nè, đem theo cái này đi con. Cái khăn rằn kỷ niệm của ba con. Nhớ, lúc nào cũng có ba có má bên cạnh nghe chưa? Dạ, con đi. Cha đi nha con. Nhớ nghe lời bà nội nghe con. Dạ. Tình cha ấm áp như phăng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu suốt đời. Vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già vậy. Cha con không sao đâu. Rồi cha con sẽ về với con, về với nội ha, không sao đâu. Yên tâm đi nghe. Nằm xuống đi, nội ru con ngủ nha. Con ơi, con ngủ cho ngon. Cha con. Cậu Nam, cậu về rồi. Dạ con chào bác. Thằng Quốc đâu? Dạ. Chú, cha con sao rồi chú?
Dạ con xin lỗi bác. Nội ơi, chiếc khăn rằn của cha con. Dạ thưa bác, anh Quốc đỡ. Tôi biết rồi, tôi hiểu. Chiến tranh mà, chiến tranh thì phải có mất mát hy sinh, phải ông cậu? Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu báo tin nha. Cảm ơn cậu. Dạ thưa bác, con đi. Chú đi nha con. Nội ơi, cha con sao nhỏi? Má ơi, con xin lỗi má. Vĩnh ơi, đừng buồn cha nha, vì cha đã hứa là sẽ quay trở lại với con. Khi con đi xa rồi, má nhớ ru thằng Vĩnh bằng bài hát ru của con nghe má. Âu con ơi, con ngủ cho ngoan. Cha con bận việc, nước non chưa về. Lặng nhìn chiều thu, lòng nhớ chưa con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Yên lòng, con sẽ luôn nhớ những lời của cha dạy. Xin chúc mừng Đức Vĩnh. Xin cảm ơn các diễn viên và xin được cảm ơn hai nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương. Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của anh khi mà có mặt trong cái tiết mục đêm chung kết này? Hữu Quốc và Thu Trang là quán quân của cuộc thi tài tử tranh tài mùa đầu tiên. Thu Trang hát cải lương cũng đỡ đỡ lắm. Và đây nó không phải là một cái vai diễn để hỗ trợ nữa, mà nó là một cái trách nhiệm. Trách nhiệm đối với một cái đứa em rất là dễ thương như là Thu Trang, và một cái người em nữa đó là Dương Triệu Vũ. Và bên cạnh đó, đó là một cái trách nhiệm đối với một cái cả một cái thế hệ tương lai. Nó thuộc về cái bổn phận của những người đi trước. Con xin cảm ơn hai cô chú đã hỗ trợ cho tiết mục của con xuất sắc ạ. Con phải nói giọng miền Nam. Con xin cảm ơn hai cô chú đã ủng hộ cho. Hôn cái là được rồi, nghe. Rồi, làm cách được. Rồi, cảm ơn hai vị rất là nhiều. Khang
xin hỏi một chút lý do vì sao mình lại chọn một cái bản về mẹ và cha trong cái tiết mục dành cho Đức Vĩnh ạ? Vũ nghĩ đối với trẻ con thì mình hãy cho các cháu những cái chủ đề mà nó dễ hiểu và gần gũi nhất. Thì đối với Vũ không có một cái gì gần gũi hơn đối với tuổi thơ của mình bằng cha và mẹ. Và cái sự hy sinh của đấng sinh thành mình dành cho mình. Cái sự khác biệt của tiết mục này là vì khi mà Vĩnh hát cái bài Lòng Mẹ là không phải hát cho Vĩnh nhưng mà hát cho cha của Vĩnh và bà nội của Vĩnh. Cho nên là cái đó là cái sự khác biệt. Và hôm nay con đã làm rất tốt. Con phải thấy mặt chú ngay lúc nãy, chú khóc từ đầu tới đuôi luôn. Chú khóc vì hai lý do. Thứ nhất là tại vì con diễn rất tốt. Con diễn làm cho chạm được một cái nơi trong trái tim của chú. Và thứ hai chú khóc là tại vì chú rất tự hào về con. Con diễn xuất thần Vĩnh ơi. Cảm ơn con, chú rất tự hào về con. Cảm ơn chú. Vâng, xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Và qua cái chương trình này thì cô có một cái điều cũng cảm ơn công ty Sen Vàng đã tổ chức cái chương trình này. Là chương trình nó là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Tất cả các con đều là những cặp song ca với nhau. Nhưng ở đêm chung kết này lại tạo cho các con có được một cái cơ hội được đơn ca, được thoải mái, được cái sở trường của mình được phô diễn hết. Tức là một mình có thể làm chủ tất cả một cái bài hát của mình theo đúng cái sở trường của mình. Có cái cơ hội để tụi con tỏa sáng trong cái đêm hôm nay. Và đi đến cái vòng này thì tất cả các con đều giỏi. Và ngoài hát ra còn thêm biết diễn xuất, đặt mình vào trong cái nhân vật, cái nội tâm của mình, diễn để chuyển tải cái bài hát nó thật nhất đến tất cả mọi người ở đây. Thì cái điều đó là tụi con đã rất là tiến bộ rất là nhiều. Và cô thấy điều đó rất, cô rất là phái cái anh chàng này lắm. Cho nên là hôm nay làm rất là tốt. Chúc mừng tiết mục của con. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Và xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Con quá thông minh, lên sân khấu diễn y như cũng như là dân kịch nói vậy đó. Cái đó là một cái rất là tốt ha. Bởi vì mình phải có cái sự nhạy bén. Thì bất cứ một cái vai trò nào mà thầy cô giao cho mình cũng làm tốt. Và một lần nữa phải nói là tất cả những gì rất là đẹp trên sân khấu cho tụi con phải kể đến công rất là lớn của một người mang lại tất cả những cái điều đẹp đẽ nhất cho tất cả các tiết mục, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam đứng lên cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Là một đạo diễn rất là đẹp trai, có tài nè. Cảm ơn anh Nam, cảm ơn anh Nam rất nhiều. Và một lần nữa xin hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho phần thể hiện của Đức Vĩnh. Cảm ơn con rất nhiều.
hết hả? Chưa. Dạ con em. Dạ, dạ con trai nữa. Hay quá con. Đóng dấu. Đóng dấu. Lại lại hung luôn anh đánh trống. Dạ luôn dạ. Lên. Lên. Dạ. Lên hồn. Trời gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Bạch? Anh Bạch. Anh Bạch ơi, cái này là cái gì? Tụi dạ. Yêu cưới. Tuổi tụi con mà bè mà cái quãng 3, quãng 5 như thế không phải là chuyện dễ. Cho nên cô chú có hai món quà này muốn tặng tụi con. Rồi tụi con muốn về đội có ai đó cứ việc về. Đó, vậy đó. Trời đất ơi, hai đứa nhỏ hát hồ trên núi một cái bài hát đầy tính học thuật mà nó gắn hai cái mắt kiến như hoạt hình vậy trời. Đúng rồi, cái này là bài hát khác. Mặc dù bản thân cô cũng cảm thấy không phù hợp. Nhưng sao em lại bán đứng anh? Quà là quà thôi. Dạ đúng rồi. Cái thứ nhất là tình cảm của chú Thanh Bạch. Chú chuẩn bị rất là nhiều thứ để làm sao để mong cho tụi con vui, cho khán giả vui, cho tụi con có những cái kỷ niệm. Con hiểu không? Mình mới có hay là cho sẵn không, để tặng? Không, không về gì cũng cho đúng rồi. Đúng rồi, cũng dạ, cho. Vậy đi. Bây giờ bên kia không hết. Hai đứa giới thiệu cho mọi người biết coi nè, tên gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi nha. Con tên là Lê Minh Nhật, năm nay con 12 tuổi, đang học tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. À, còn con là con tên là Lê Ngọc Thanh, năm nay con 11 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ờ, ok. Cái mà cô thích ở hai đứa con á là hát bình tĩnh từ đầu cho tới đuôi, rất là tập trung, đi tới cái nốt cuối rất là bình tĩnh, rất là ổn định. Khi mà hai đứa con mặc hai bộ đồ này á, cô mừng ơi là mừng luôn. Tại sao? Tại vì cô cũng có hai cái bộ đồ cũng giống giống như vậy nè, mặc với quần riêng như vậy nè. Em thì con cô cũng có bộ đồ giống vậy luôn. Bây giờ vậy nè, hồi nãy á các con hát gần cuối á, tất cả mọi người đều tưởng các con đã hát hết rồi. Chú Nguyên Khang tính phóng lên sân khấu. Đâu nhưng đứng đây sẵn luôn, một chứ mình chú phóng, một dạ. Mình chú biết càng rằng cảm được rằng hai con vẫn còn chờ, nữa cho nên là chú Nghĩa là để cản thoại, mọi người lại độc thoại không có ai nghe. Chú Nghĩa cản mọi người lại vỗ tay ngay cả nói cái gì đi nữa thì cũng không có một hay không cái, ừ đúng rồi thì bây giờ mà ra sức thuyết phục đi, cũng ráng ra sức đi có sao đâu. Bây giờ nói thoải mái đi ha, mình cái này phải là người yêu mình nghe. Em xin lỗi anh chị. Anh chị nói cái gì không có nghe được. Bây giờ anh Nghĩa, anh làm ơn anh về đi. Thôi để cho nhà này đi, nhà này không chọn. Nhưng mà chia sẻ chút cái suy nghĩ. Chị đừng lôi Andy ra nữa chị. Dạ. Con có vô đội nào đi nữa thì cô chú cũng sẽ cho con đi bơi với Andy. Bây giờ xin mời cặp đôi này. Nãy giờ chị Ly là ít nói nhất. Anh Nghĩa anh hứa đừng nói nha, để cho chị Ly chị nói anh. Tụi con đúng là nghe trong cái giọng hát của tụi con là nó có cái độ mà gọi là chững chạc và điêu luyện. Nó có hai cái thái cực khác nhau. Khi mà với Minh Nhật là ngâm cái đầu thì nó là có độ uyển chuyển mềm mại, ngược lại qua Ngọc Thanh thì lại Ngọc là Thanh. Cái nấc là nghe nó lạ, cái nó khác nhau hẳn chứ nó không có giống nhau. Trong cái giọng hát của tụi con, cái độ kỹ thuật tụi con có rất là tốt, rất là nhiều, cho nên là cũng, chú Vũ cũng... nói công tâm nha. Cũng có chú ngồi xuống tương đồng thôi. Em ngồi xuống không? sao vậy em định nói để cháu về đội chị nhưng mà chị Trân Trang nhìn em thôi em không dám nói nữa. Nhưng mà con phải chọn về đội nào đây đi. Vậy con ơi, Andy hay qua bên nhà này chơi lắm. Nói nghe nè, Nhật với lại Ngọc Thanh, nhà cô có bé Son, hai đứa con dễ chơi hơn là chơi với con trai. Chơi con trai với nhau cũng bình thường đúng không? Giờ chơi với bé gái nhỏ hơn. Hai bé gái rất là xinh. Có hồ bơi đàng hoàng. Rồi có đồ ăn, thức uống. Rồi nhà cô Ly cũng có hồ bơi luôn. Nhưng mà hồ bơi nhà cô Ly đang sửa, 2 tháng sau mới xong. Đó là lúc chương trình xong rồi. Con ơi, bây giờ chú phải cắt chị chú nói thôi. Cắt đi à.
Nếu như cô Đoan Trang có nói rằng cô có sữa cho con uống thì xin lỗi cô Đoan Trang nha, chú mua con bò về cho con uống tại chỗ. Hai con cứ suy nghĩ đi, hai con nha. Rồi, bây giờ cái quyết định là phụ thuộc về hai em. Chọn ai thì chạy thật nhanh về đội của người đó nha. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa tạo dáng lòng của người cha, người mẹ gì đó để đón hai lòng con mình. Mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ dạ. 1 2 3 xin mời. Con ơi, lòng mẹ thì luôn luôn bao la. Cho dù các con có ham chơi đi lạc qua nhà người ta thì mẹ vẫn đón con về nhà và hát cho con nghe bài hát La La La. Công nhận sự đầu tư nó có kết quả ghê. Mà cái dáng anh Nghĩa nãy đẹp lắm kìa. Nó sao anh? Anh dạy cho em đi để lát em bị thu ra. Đứng lên mình, tất cả mình đứng lên mình tập cái dáng này đi nha. Đứng lên đi. Tập lắm mà. Cái gương mặt phải bao dung. Bao dung. Mở cái kiểu như mình phải chồm tới mình chờ đó con mình. Bây giờ nhắm cái mặt có đủ bao dung không? Cái mặt bao dung nha, còn nếu không thì cái mặt bao đi lông cũng được. Dạ, dạ, tỉ con. Bao dung. Coi kìa. Trời. Trời ơi, mẹ khóc đi em coi. Trời ơi, cái gì sâu quá. Thôi, dù gì cháu nó cũng về đội của chị rồi. Nghỉ đi, xả dài đi. Xả dài đi mấy đứa. Xả dài. Trời ơi, Thu Trang diễn sâu Trang quá kìa. Kìa. Bây giờ xuất ra không được. Hay quá Trang ơi, hay quá. Trời ơi, Trang cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn chương trình đã cho mình vào một cái chương trình không chỉ có ca hát mà diễn nữa. Và ở đây thì hai bạn diễn viên của chúng tôi, Thu Trang và Đại Nghĩa, quá xuất thần. Cho nên... vẫn diễn hả? Thường đưa con đến lớp.
là một tấm gương trong sáng dù năm tháng mờ phai. Theo ngày tháng trôi, lưng cha còng mắt kém tay run. Cha còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ hoa mau. Công mẹ ơn cha
nổi lửa lên em, cùng với Phương Phi và Quỳnh Thi, cùng với tiểu đội nhí. Dạ, cảm ơn các con. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nổi Lửa Lên Em với phần biểu diễn của hai chiến binh đội huấn luyện viên Đại Nghĩa, Minh Tuyết, Cẩm Ly. Bây giờ thì Quy Khang xin phép mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ trước. Các con đang đóng vai gì khi mặc bộ đồ này, các con biết không? Các con là ai? Dạ con, các con là người nấu đồ ăn cho mấy chú đánh giặc. Đúng rồi, chính xác. Đó, hồi xưa đó, khi mà thanh niên mà cái thời chiến tranh á, mà đi chiến đấu á, thì ai cũng thích xông ra mặt trận, chứ không có ai chịu ở nhà nấu ăn hết. Cho nên có một loạt bài hát để ca ngợi những cái người mà lo cho sức khỏe của đoàn quân là phải nấu ăn, có bài Nổi Lửa Lên Em. Tụi con hát và hiểu bài hát là tốt rồi. Còn con hát bài này nó mang một cái tinh thần rất là lớn, mà sau này các con đã hiểu là cái sự vui vẻ, hay còn gọi là lạc quan, mà trong khi con học lớn lên sẽ nói là lạc quan cách mạng đó. Khi mình chiến đấu nó rất là gian khổ, nhưng mà nếu thiếu cái sự lạc quan vui vẻ đó thì mình sẽ bị không có đủ cái năng lượng để mình chiến đấu, mà u buồn đó thì chắc chắn là sẽ thua. Cho nên tụi con đang rất là thắng, để khi huấn luyện viên đã rất là tinh tế để cho tụi con một bài mà tụi con tung tăng, mà các chú, các bác, các cô đã từng chiến đấu lại vô cùng yêu, cảm thấy xúc động và cảm thấy thế hệ mới bây giờ làm quá tuyệt vời. Giống như là chú Bạch nói với tụi con á, là cái tinh thần của con rất là lạc quan trong cái bài hát này luôn. Mà nếu như mà đoàn quân mà có tụi con làm hậu cần á, chắc là đi đến đâu thắng đến đó đó. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ về hai cô nhóc tì nhỏ xíu của chúng ta mà hát khỏe quá khỏe. Đây là hai chị nuôi, nấu cơm nuôi các anh chiến sĩ, nuôi khéo quá mà. Mà cái tinh thần các con dễ thương, vui vẻ, sôi nổi. Cái điều mà chú thích đây á là hai con ra sân khấu lúc nào cũng tươi tắn, nó rất là phù hợp với cái bài hát này. Các con cứ cười, bạn bên đây hát thì cứ hát, bên đây mình cứ cười. Đó, rồi tới khi mình hát thì mình cầm micro lên mình hát thì bạn bên kia vẫn cười. Đó, hai con nó dễ thương ghê lắm luôn á. Chú không nghĩ rằng là hai con làm hai cái chị nuôi mà nó đáng yêu đến như vậy. Đó, mà cái đoàn quân phía sau nó cũng thấy thương nữa. Mà chính vì cái điều đó nó làm cho cái tiết mục này của chúng ta nó thu hút mọi người. Đúng là như cái bài Nổi Lửa Lên Em đó. Đó, thì cái bài này nó nổi lửa, nó đốt cháy tất cả mọi người ở đây bởi cái sự hồn nhiên dễ thương của các con. Mặc dù có thể là ở cái tuổi của các con á, các con chưa có hiểu rõ lắm về cái công việc của những cái cô chú ngày xưa khi mà đi ra trận là phải như thế nào, và những cái người anh nuôi hay là chị nuôi ở lại hậu phương, ở trong bếp thì sẽ phải làm gì, cái trách nhiệm của họ ra làm sao. Nhưng mà chính cái sự hồn nhiên của các con đưa vào trong cái tiết mục này làm cho mọi người nhìn vào cái công việc này, ôi mấy anh chị nuôi ngày xưa đáng yêu quá. Nhất là những cái bạn nhỏ mà trạc tuổi của con á, khi xem tiết mục này của con thì sẽ thấy yêu, thấy quý các cô, các chú ngày xưa hơn rất là nhiều. Cảm ơn hai con về tiết mục này. Cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa. Quá trời lời khen dành cho hai cô gái của chúng ta. Nào hai chị em ôm nhau cái mừng coi nè. Dễ thương rồi. Cảm ơn và chúc mừng Quỳnh Thi cùng với Phương Vi. Phố thì say, nhìn hay, hay. Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thì đông, người đông, đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân ơi tôi xin, đừng bước nữa. Chỉ say chút nữa thôi, đừng nghe tim khóc lóc mà yếu lòng. Đây là đám sao rất cao rất xa, biết ai kia không nhà có đang nhớ ta. Chắc đang say thôi mà sớm mai sẽ quên, giống như quên lời hứa của đêm rất êm. Đây là gió
chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy heo khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền hạnh phúc đơn sơ. Và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ, một lời dù sao thiết tha khao khát từng đêm, những bước chân xa nhói nhói đất lạnh thầm bước trong đêm. Cho phép Nguyên Khang được nói thêm một chút về bản mashup rất tuyệt vời hai ca khúc Phố Thị và Giấc Mơ Của Tôi. Đây là hai ca khúc rất khó để có thể mashup lại với nhau, bởi vì cái ca khúc này nó có bốn cái tempo khác nhau mà các thí sinh của chúng ta phải thay đổi nhịp liên tục. Và khi mà Nguyên Khang để ý theo dõi thì thấy huấn luyện viên Cẩm Ly rất là lo, chỉ phải đập tay để nhắc các thí sinh của chúng ta phải giữ nhịp cho chắc với mỗi đoạn mà chuyển tempo. Và chúng ta thấy là hai cô bé của chúng ta đã làm rất là tuyệt vời bản mashup hai ca khúc này. Có thể dành một tràng pháo tay cho Mỹ Mỹ và Thủy Tiên. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của gia đình Vũ Trang. Cho cô Trang hỏi hai con là hai con vào nhân vật gì? Dạ tụi con là trẻ em cơ nhở với lại mấy anh chị. Trẻ em cơ nhở thì cô Thu Trang nói là tụi con đẹp quá và sạch sẽ quá. Thật sự tại trẻ em cơ nhở mình phải có một cái gì đó nó nhếch nhác một chút xíu, nó phải dơ một chút xíu, ví dụ như một hai vết bẩn trên mặt hoặc tóc tai không có thắt bính kỹ và đẹp được như vậy. Tụi con bị quá đẹp. Nhưng ở đây nếu như mà tụi con quá trang, tụi con hóa thân vào nhân vật hơn chút xíu, giống như là quần áo cũng không có được mà thẳng tắp ngăn nắp như tụi con đâu. Trẻ em cơ nhở đôi khi vẫn cái áo sơ mi thùng thình mà nó bị dơ, nó bị nhàu, đôi khi một hai miếng vá rồi chẳng hạn. Rồi cái tóc tai cũng vậy nữa, cột rất là bết bát. Như vậy thì cái nhân vật của con nó sẽ đẹp nhân vật. Chắc hai trẻ này sắp được đón về gia đình mới. Chắc cho vậy. Nên tắm rửa sạch sẽ để đưa về gia đình mới. Thì cô Trang cũng hy vọng là vậy. Cảm ơn Thánh Soi Thu Trang. Nickname luôn đó. Cô cũng đồng ý là nếu như tụi con hóa trang nhếch nhác thêm chút xíu á thì nó ra cái vai hơn. Nhưng mà đối với cô á,
cũng không có sao. Tại vì giống như mình tượng trưng cái hình tượng thôi cũng được, cũng là cái áo khoác mang đôi dép lào vậy cũng được rồi ha. Đối với cô dễ dễ hơn cô Thu Trang chút xíu. Nhưng mà nhớ nha con, mấy cái nốt sâu, tại hai đứa con là cái giọng hát của tụi con có lực lắm, cho nên mấy cái nốt cao phải để ý nha con. Tại vì có những cái chỗ mà khúc sâu á con á, con hát có một cái chỗ là cái nốt cao đó bắn lên giọng con rất là tốt và đẩy lên, nhưng mà nhiều khi con sung quá cái nốt nó cao trên hơn chút xíu nữa thì nó cũng mất đi chút xíu, cho nên mình phải để ý mấy cái đó nha con. Còn nhìn chung hai đứa con giọng rất là khỏe, cô chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Và xin mời gia đình bố mẹ ruột chia sẻ về hai đứa con của mình. Cái đầu tiên là cô cái về vụ trang phục, nếu mà nó thuộc về phim ảnh hoặc là bên kịch nó đi xuyên suốt trong một cái cốt truyện thì nó bắt buộc cái điều đó là phải bắt buộc luôn. Còn cái này đây là một cái sân khấu ca nhạc và có thể nhẹ nhàng như cô Đoan Trang nói, mình có thể du di qua, tức là dẫu sao cũng tội tụi con, các bạn đều mặc lộng lẫy quá trời mà không lẽ giờ cho tụi con mặc quẹt tùm lum rồi tội tội cho cháu. Đó là lý do tại sao chị em mình làm ca sĩ đúng không chị? Ở đội cô luôn luôn muốn thử thách tụi con để cho tụi con phải đi khác với cái sở trường của mình. Có thể là tụi con sẽ dừng lại ở vòng này, có thể là ở vòng sau, có thể là ở vòng sau nữa. Nhưng mà cuộc thi là để làm gì? Nó cũng là chỉ là một cái cuộc thi, một cái cuộc chơi. Nhưng nó được một cái là tụi con có được cái thời gian, cái cơ hội tụi con cọ sát. Cho nên là cái bài này đưa cho tụi con là biết là rất là khó. Khi mà tập vô cái bài phố thị là trời, lúc đầu là cô cũng bó tay với tụi con luôn, không thể nào hát được hết Khang. Tại vì không có phải sở trường, khi mà hát một cái bài mà nó nhẹ nhàng, mà Vũ nó dễ thương, không thể nào hát được. Vũ coi như là không hiểu sao, tức là phải chỉ cho cách hát từng chút và mỗi ngày hoàn thiện. Cho nên lúc mà cháu đổi qua bài kia là đúng cái sở trường chị, là chị chơi tới liền luôn. Nhưng mà hôm nay làm như vậy là cô cảm quá thấy rất là hài lòng rồi. Rất tuyệt vời. Rất là hài lòng với tụi con. Bà Thảo ơi, cái gì vậy ông? Nhớ hồi đó đó tôi với bà thi cái chương trình gì nè, tiệc đỉnh sông ca nhí á. Mà hồi đó bà hát cái bài gì nè, mà nó mùi ơi là mùi vậy đó. Mấy bây giờ giới trẻ giờ nghe toàn cái bài gì không à, tôi già cả tôi yếu tim tôi nghe không có được. Thôi bây giờ bà hát cho tôi với mấy đứa nhỏ nghe cái coi. Thôi Tèn ơi, già cả rồi không biết hơi sức đâu mà hát được nữa. Giờ tôi hát còn có sai thì ông với mấy sắp nhỏ đừng cười tôi nghe. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên thì một lá trầu xanh cũng nên dở nên chầu. Trời ơi, sau 50 năm mà bà hát đâm dữ vậy. Ông nói vậy chứ ông hát cho tôi với mấy sắp nhỏ nó nghe coi. Để tôi hát nghe. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ơi chờ nổi cũng lương. Trời ơi, nói tôi hát dở chứ ông hát có thua kém gì tôi đâu. Trời ơi, tại 50 năm già cả rồi hơi hám cái đầu hát. Thôi vậy hai tụi mình đi vô nghe mấy đứa nhỏ nó hát đi ông ơi. Mấy đứa hát cho ông bà nghe nghe con. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sát thống nhất màu xanh. Ông bà anh ở nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên Gamaga chia xe đạp trong sân. Ông muốn tặng bà anh một đá hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời
xe ơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa xác thống nhất màu xanh. Ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Không nói một lời, chỉ vì không rep inbox thôi. Và anh ơi, thời nay mệt quá đi thôi, em muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà ta. Ba la ba 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 la ba 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 ba. Ba la ba 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 la ba ba ba. Ông bà anh đây là Tiến Long và Dạ Thảo, hai chiến binh của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Mặc dù không may mắn để bước tiếp vào vòng tiếp theo, nhưng hai bạn đã rất dễ thương để hỗ trợ cho cặp đôi Khánh Ngọc và Điềm Nghiêm. Một tràng pháo tay để cảm ơn ông bà. Tiễn ông bà vào trong ngồi uống trà, xơi trà tí xíu. Rồi, hai đứa cháu ra đây. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần chia sẻ nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang. Bài hát rất là đáng yêu, nhưng mà sâu trong đó là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc về thời cuộc, về những cái giai đoạn khác nhau của con người. Nhưng mà cô rất là tiếc là ngày hôm nay tại sao mà nguyên một nửa bài đầu con mất tiêu vậy? Cô không nhìn thấy ở con, cô không thấy con đáp xuống, con đang lơ tơ mơ ở đâu đó. Lúc cái câu đầu vô á, là nghiêm vô là đã thấp chuẩn không có nghe rồi. Nhưng mà cô nghĩ cái tâm lý chung của tụi con là bạn nào đa phần cũng như vậy, là nhạc vô một cái là vô hơi hết hồn một cái, rồi những cái nốt thấp là mình khó nghe, cho nên mình bỏ qua bớt mấy cái đó đi. Khi mà Ngọc vô á, cô không có thấy cái tinh thần của con trong bài hát này. Cặp song ca song sinh duy nhất mà hai đứa con là có lợi thế là chị em nữa, mình ở nhà mình tập với nhau, mình phải mạnh dạn hơn ha. Chúc mừng tụi con và mong tụi con sẽ tiến bộ hơn nữa. Cô cũng có cái cảm nhận giống như cô Trang lúc đầu, là so với cái tông thì nó ưu tiên hơn cho Nghiêm. Và quan trọng là giống như là cái tinh thần mình nó không có đó Trang, cho nên là nó cái lực nó sẽ không ra được. Nhưng mà cô khen một cái là con hát bè rất 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 chắc và nó quyện rất là hay. Giá như hai con thì con diễn dễ thương hơn tí xíu nữa thì nó bài nó sẽ rất đạt. Và cô thích nhất á, là cái cặp ông bà già. Ông bà già ổng thoại tự nhiên mà nó hay gì đâu. Giờ là hai bạn có thể quậy lên một chút. Thì không biết là bây giờ dẹp hết những yếu tố vũ công, những yếu tố diễn, thì hai bạn làm một cái đoạn nào đó để cho mọi người thấy là hai bạn có thể quậy tưng theo cái cách mà mọi người thấy được ở các bạn từ những cái vòng ngoài được không ạ? Quý vị khán giả vỗ tay được không ạ? Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh yêu nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên các bà ga chia xe đạp trong sân. Nhau cả đời. Và đó là lời
có lẽ là hôm nay hai con bị một yếu tố tâm lý hay là về vấn đề sức khỏe gì đó. Nhưng mà có một cái điều mà chú muốn chia sẻ với hai con ngay. Nếu như sau này các con còn muốn tiếp tục cái con đường ca hát, trở thành một người nghệ sĩ, thì chúng ta cũng là một người bình thường thôi. Cũng sẽ có những ngày chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta mệt trong người. Nhưng khi bước lên sân khấu, hãy bỏ hết tất cả những cái gì đó không hay, không vui ở ngoài kia. Mình lên đây, người ta nói sân khấu là thánh đường, và chúng ta chỉ có vài phút để tỏa sáng trên đây, cống hiến cho khán giả. Cho nên lên đến đây, quên hết tất cả những chuyện kia đi, và thật tươi, thật vui, thật dồi dào năng lượng, thì mình mới có thể truyền đạt được cái cảm xúc đó đến cho tất cả mọi người. Nhớ điều này nha. Hai cháu này rất giỏi về kỹ thuật và về âm nhạc. Tất cả những cái bè phối là mấy cháu tự nghĩ ra và tự chấm bè hết. Hôm nay đúng là Khánh Học không tập trung như mọi khi. Tại vì chú nhớ là ngày hôm qua khi mà tập chương trình thì hai con hát bài này rất là hay và chú đã rất là sướng. Nhưng mà không có nghĩa là hôm nay hai con đã trình diễn không tốt. Hai con vẫn trình diễn rất tốt, nhưng mà tại vì mấy cô chú nghĩ là con có thể làm tốt hơn nữa. Hai con làm cho chú rất là tự hào. Cho dù hôm nay cái sức khỏe của con không được như mọi khi, nhưng mà cuộc đời là vậy, có lúc mình khỏe, có lúc mình không khỏe. Nhưng cái quan trọng là phải theo đúng cái điệu của reggae này nè. Lúc nào cũng phải nhún nhảy và lúc nào phải tươi vui. Tại vì Vũ nghĩ đây là một cuộc chơi, một cuộc chơi của các cháu. Thắng thua thật sự không quan trọng đối với Vũ và Thu Trang. Và cũng như các cháu, Vũ đã khẳng định từ ngay lúc đầu. Cho nên Vũ muốn là nếu mình có đi tới hoặc làm gì đi nữa, tất cả những hoạt động đều phải là một đội. Cho nên dù hồi tuần trước là Tiến Long Dạ Thảo đã không có tiếp tục được nữa, nhưng mà Vũ đã mời hai cháu vô đây để mà hỗ trợ. Tại vì mình có tiến tới thì tiến tới như một đội, và có thua cũng thua như một đội. Ok. Xin cảm ơn huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Lắng trên chiếc xuồng đôi ta, chiếc xuồng
đầu tiên anh đi xuồng, anh sợ lắm nên em cho anh ngồi nha. Ừ, anh ngồi đây đi. Xuồng em lắc lư nè, thì em dừng tay chèo cùng nhau lung lăng trên chiếc xuồng đôi ta. Chiếc xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lung lăng. Vừa đến với Minh Thiện và Bích Tuyền. Xin mời anh ba, xin mời chị Năm xuống đây. Cậu Tư, cậu Bảy. Thiện, con làm chú rất là bất ngờ. Không ngờ là con hò ngọt ngào và nó chuẩn xác đến như vậy. Bích Tuyền nữa, con hò cũng rất là hay luôn. Còn ngoài ra thì cái tiết mục nhìn rất là dễ thương, rất đẹp. Duyên đúng không? Duyên dáng, bảnh bao cực kỳ luôn. Mà không hiểu sao con mướn đâu ra bốn cô gái chèo xuồng đẹp quá vậy. Bốn bà bạn của Bảo Đỏ đó. Chúc mừng con. Dễ thương đúng không? Hồi nãy con nói cái câu thoại mà thấy cô Trang ngồi bật cười quá trời luôn. Em ơi, lần đầu tiên đi xuống sợ quá à, cho anh ngồi nhà em. Gặp cô Trang là cô Trang có cho ngồi không? Cho, nói dễ thương vậy là cho. Sao cô xô xuống đúng không? Khi nào khều em phải xô. Ở đây nè, cá gặp nước nè, hát giọng miền Nam nè, chú Bạch mới khám phá được khả năng hài hước của hai con. Câu hò của con á, không hò, nói luôn vậy đó, để vô bài hát. Nó tạo thành cái ấn tượng đầu tiên cho người xem. Và nó mang cái phong cách dân giả mà một chút xíu hài hước như vậy nó mới hợp với Nam Bộ, đúng không? Và cái điều quan trọng là các huấn luyện viên của các con đã tìm ra cái chất khác với tất cả những vòng trước đây. Đó là chất hài hước. Một không khí mới của chính cặp đôi của các con. Dạ, con cảm ơn chú. Lúc mà tập á, thì tụi con diễn chưa có quen, nhưng mà hôm nay thì không có uổng công là các cô chú đã tập luyện cho con. Tụi con làm hôm nay rất là tốt luôn. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Yeah. Cảm ơn cô. Đặc biệt là Minh Thiện, hôm nay con duyên dáng dễ thương lắm luôn á. Nhất mà khi con leo lên cái thuyền mà Tuyền đang ngồi, chú có sợ lật thuyền không hả? Mà ai ngờ đâu, thằng bé nó mỉm mỉm mà nó leo lên nó gọn băng hà. Tôi nói lên một cái gọn lõn, không có xê xích, không có lung lay cái thuyền một chút nào cả. Có. Là hai con. Lúc mà bốn cô lên rồi bắt đầu chửi xu nó lắc lư thôi. Chị ơi chị, bốn bà nhỏ nó mới lên chồng chành là đương nhiên. Bốn bà nó lên mới chèo, chèo mới nhúng, không chồng chành mới lạ. Đó, nhưng mà cái chính là con trai của mình đó chị. Nó tròn mũm vậy đó mà nó lên không lật thuyền lại mừng rồi chị ơi. Dạ. Đó, cho nên là hai con kết hợp với nhau rất là ăn ý, rất là duyên dáng trong cái tiết mục này. Và cái hài hước đến chúng ta đặt vào đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm thì nó sẽ là một cái gia vị rất là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Chúc mừng hai con. La 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 la. Chị hai ơi, em về rồi nè. Ủa, chị hai đâu rồi cả? Chị hai ơi. Hai đứa đợi hai xíu, hai đang bận tay dưới bếp nè, hai lên liền. Dạ.
chưa kịp nói chữ lên nữa. Thôi thôi, chị ba điệu quá. Chị ba điệu như vậy tới sáng mai mới vô tới nơi luôn quá. Chút nữa chị ba sẽ mét chị hai cái chuyện em ăn dụm trong lớp nha. Thôi thôi, chị ba đừng có mét chị hai. Mét chị hai đánh em chết luôn á. Thôi đi, đừng có giả bộ khóc mà làm cho tôi cảm động. Tôi không mét chị hai nha. Tôi mét cho coi. Chị hai ơi. Nè, hai đứa làm cái gì đó? Dạ không có làm chi. Út, chị hai thấy rồi nha. Sao Út bịt miệng chị ba như vậy? Chuyện là như vậy nè chị hai. Nè nè, bé ba ngoan. Sao bé ba khóc vậy? Út nhéo em. Út nè, hư quá nha, chị hai quýnh đòn bây giờ. Sao mà nhéo chị ba như vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Hồi nãy ở trong lớp ăn dụm có chút xíu mà đòi mét người ta. Thôi được rồi, chị hai năn nỉ. Hai đứa không có khóc nữa nha. Dạ. Nè Út nè, lần này là chị hai tha cho đó. Lần sau mà vô lớp ăn dụm nữa là chị hai quýnh đòn nghe chưa. Dạ. Rồi lần sau á, từ nay về sau không có được ăn hiếp chị ba nữa biết không? Dạ em xin lỗi chị hai. Rồi nhà có ba chị em phải thương nhau chứ. Ra rửa tay đi rồi vô ăn cơm với hai nè. Tụi bay đâu? Đứng ở ngoài này chờ chị. Chị vô chị đòi nợ xíu chị ra. Dạ, thưa chị Lài mới qua. Đang làm gì đó? Dạ, tụi em đang ăn cơm. Nghèo mày đặt ăn cơm hả mày? Ăn với gì? Dạ, rau muống luộc với lại kho quẹt. Bơi chén coi đói. Hả? Chị xích vô con nhỏ mày ít kỹ vừa vừa phải phải thôi mày. Trời đất ơi, ăn cơm mà ngon dữ vậy nè. Hả? Kho quẹt với rau luộc có gì ngon đâu chị. Vậy là ngon rồi. Ở nhà má tao ác cái tao lắm. Không bây giờ cho tao ăn cọng rau nào hết trơn trời đó. Tối ngày bắt ăn tôm ăn cá ăn cua. Người đâu mà ác đạo. Ủa tao qua đây làm gì tụi bay? Dạ em cũng không biết nữa. Giờ xíu tao về tao hỏi má tao coi. Chứ mà chị, tao nhớ rồi, tao nhớ rồi, nhớ rồi. Qua đây đòi nợ. Nhỏ kia biểu. Nhanh lên. Dạ chị Lai. Chừng nào trả nợ cho má tao. Mày có biết mỗi lần tao qua tao đòi nợ tao mệt lắm không? Tao đang đi chơi má tao bắt tao về đi đòi nợ mày. Tao phải bới cái đầu 8 tiếng tao mới qua đây được. Chị Lai ơi, chị Lai thông cảm cho em nha. Chứ bây giờ chị biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó. Em cũng không có đủ khả năng trả cho chị. Em hứa vậy nè, chị cho em mấy tháng đi. Xong rồi mỗi ngày em làm một ít á, rồi em mang qua em trả chị dần dần được không mày chị? Mày hứa hoài, mày hứa hoài. Tao mệt lắm luôn á. Bây giờ có cái gì đem ra đây tao xiết. Tao đem về cho má tao vui lòng. Chị xiết. Lẹ lên. Chị nhìn thử trong nhà em cũng không có cái gì xiết được á chị. Bây giờ không có gì xiết phải không? Dạ. Tao sẽ xiết hai đứa em của mày. Chị ơi, đi, nhanh lên. Chị ơi, chị ơi, chị Lại ơi, em năn nỉ chứ mà chị Lại. Tụi nó còn nhỏ xíu à, tụi nó đâu có biết gì đâu. Bây giờ tụi nó còn lo ăn học nữa, chị để cho em lo cho tụi nó ăn học đi nha chị. Cái gì? Mày nói cái gì? Nó còn ăn học? Dạ. Tao lo cho nó ăn học luôn. Tao đem tụi nó về, tao sẽ nói má tao cho nó ăn học tới lớp 12 xong rồi lên xì phố, học đại học luôn, được chưa? Thiệt không chị? Trời, một lời tao nói ra mà. Mày đợi xíu đi, tao thấy sai sai gì nè, tao gọi má tao ơi. Hình như sai sai gì á. Alo má hả? Con nè, giờ nhà nó nghèo quá, nó không có gì đem ra cho con xíu hết, giờ sao? Giờ con định là xíu hai đứa em nó đó. Giờ má, dạ. Nhưng mà giờ tụi nó còn tuổi ăn tuổi học đó má. Là mình phải lo tụi nó ăn học luôn tới đại học đó nha má. Dạ. Dạ. Rồi rồi, con biết rồi, má yên tâm. Rồi, dạ. Rồi, để con nói tụi nó, dạ. Dạ, rồi, thôi má nha, dạ. Được không chị? Má tao chửi thật hùng. Ủa, sao vậy chị?
Má tao kêu tao đi chết đi. Mày thấy không? Tại chị em mày mà bây giờ gia đình tao ly tán. Ủa, tụi em đâu có làm gì đâu mà gia đình chị mày không làm gì, mày thiếu nợ mày không chịu trả, rồi bây giờ á tao xiết hai đêm mày về, má tao kêu tao đi chết đi, tao nghe lời má tao đi chết rồi, má tao buồn, má tao đi tu rồi, ba tao sẽ có vợ nhỏ, có phải gia đình tao ly tán gì gia đình mày không? Vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa em không? Bây giờ vậy, bàn chuyện quan trọng, qua đây ngồi, mệt quá, hai đứa nhỏ đi qua bên kia coi. Sàn ràng trước mặt à. Ngồi xuống. Má tao nãy cũng có nói rồi, là ba má mày cũng đang đi kiếm người gả mày đúng không? Tại vì gái lớn rồi, mà giờ chưa có chồng thì cũng khổ. Mà ba má mày đâu có tìm ra được ai đâu. Bây giờ á, có cái mối này giàu lắm, mày chịu đi, mày lấy ổng xong á, cái mai mốt mày có tiền mày nuôi hai đứa mày ăn học thành tài luôn, rồi mày trả nợ cho ba má tao, tao không có làm phiền mày nữa, tao không qua đây nữa, thiệt tao thề nha. Chị ơi, bây giờ có chuyện gì á, chị để em về thưa lại với ba má em cái. Mày yên tâm đi, ba má mày thiếu nợ ba má tao, nói một tiếng là ổng quả chịu liền à, không có gì hết trơn á. Mày lấy ổng đi, ổng giàu lắm mày ơi, giàu dữ lắm luôn, trời ơi. Nhưng mà em đâu có biết người ta là ai đâu. Bạn thân ba tao. Hả? Thiệt, bạn thân ba tao mà, bởi vì chỗ quen biết hết. Bạn thân ba chị, vậy bao nhiêu tuổi rồi chị? 67. Hả? 67 tuổi. Còn lớn hơn ba em nữa, sao em có thể lấy người ta làm chồng chị? Nhỏ đĩa khờ dễ sợ luôn. Trời ơi, người ta lớn người ta mới có tiền, bại bà. Mấy người nhỏ nhỏ tuổi ở đâu tiền, tiền cha, tiền mẹ không chứ tiền nào của tụi nó, hiểu không? Mày lấy ông đi, tao thiệt mày nghe, tao mê ông lắm. Tao đòi lấy ông mấy lần cũng đâu có chịu. Ông muốn là gái trẻ trẻ, đẹp đẹp, mày hiểu không? Cho nên ráng đi, mày lấy ông đi, thí dụ mà ở chừng vài tháng mày thấy không được á, mày cáp qua tao. Lúc đó mày chỗ quen biết với ổng, mày nói nhiều khi ổng tin hơn, hiểu không? Chứ tao nói ông không có chịu. Nha, nha, vậy nha. Ổng cũng đang gấp lấy vợ lắm rồi. Không được đâu chị ơi, để em thưa lại với ba má em chứ. Chứ ê, tao không... mệt nha mày. Tao mệt nha, tao thuyết phục tao cũng biết mệt nha. Bây giờ sao mày không chịu đúng không? Bây giờ trả tiền nợ cho tao. Mày không trả tao kêu 18 thằng nó đứng ở ngoài nó vô nó dỡ cái nhà của mày. Chị ơi, em đang nỉ chị lại, chị đừng như vậy mà chị. Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao đi lên trên huyện, tao mua đồ cho mày, tao tút mày từ A đến Z để mày đi lấy chồng, mày có tiền mày trả nợ cho ba má tao, mày lo cho hai đứa em mày ăn học, mày muốn gì nữa. Đi, nhanh lên. Chị ơi, nhưng mà không có được chị ơi. Làm sao em lấy người ta làm chồng vậy được? Bây giờ 18 thằng đâu? Được rồi chị, em hứa chị mà. Mệt hả? Chị cho em nói chuyện với hai đứa em chút cho chị. Nghèo bạch nói chuyện hoài mệt quá. Út, bé ba, nghe hai nói nè. Chuyện của hai đứa là ăn học, chị hai đi lấy chồng rồi. Hai đứa ở nhà ráng ăn học nha. Ở trong nhà cái gì á, có chị hai lo rồi, yên tâm đi. Nhớ đàng hoàng nha. Trời ơi, nhiều quá rồi, hết giờ, đi. Hai đứa nhỏ thì ra chỗ khác, còn nhỏ thì đi theo tao, nhanh lên. Trời ơi, hai đứa ráng học nha. Đi, bù ra đi. Nó đi lấy chồng, nó về lo cho tụi bay chứ, đi ra chỗ khác. Đi, chị đi mua đồ cho hai đứa. Đi học kìa, hai đứa. Lỡ đôi tình duyên còn
bụi duyên em lỡ làng. Ba chim bay nổi một chuyến xa ngang, thì trong gánh gãy giữa đàng thuyền quên trống trải vô vàng, từng bến suối lệ tuôn tràn. Bao nhiêu bến bóng trong đời mà em bên đùng, tình em ngậm ngùi, tim em lá đổ muôn chiều. Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều. Người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ quý vị. Chúng ta vừa đến với một tiểu phẩm được dàn dựng với phần thể hiện của hai giọng ca Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cũng xin được cảm ơn phần phụ diễn của em. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên cho tiết mục này. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang ạ. Đức Vĩnh với Quỳnh Anh, tụi con vẫn giữ được giọng hát của mình, và nhất là cái thế mạnh hát những cái bài hát có âm hưởng dân ca rất là ngọt ngào. Cô rất là thích, huấn luyện viên của tụi con lồng ghép được một cái vở kịch để đẩy hai cái bài hát này lên một cách rất là hợp lý. Và phải nói là đặc biệt cô Thu Trang diễn quá xuất sắc. Ở đây thì về giọng hát thì tụi con là ưu điểm rồi. Nhưng mà giá như tí xíu thôi, cái này là cô chỉ nói để kinh nghiệm, tại vì tụi con còn nhỏ. Lúc mà tụi con hát về cái thân phận của người chị, ánh mắt tụi con vừa hát nhưng vừa phải dõi theo những cái diễn tiến ở trên đây. Người ta diễn ở trên đây, tụi con phải nhìn theo để tụi con mới biết được à, chị mình như vậy, giống như là con kể chuyện là mà, thì cái tình cảm nó sẽ đi liền liền với nhau, thì nó sẽ đẹp, nó trọn vẹn hơn. Cô Trang rất là vui khi mà hai con ngày hôm nay đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Tại vì cái ngày đầu tiên mà cô Trang tập cho hai con diễn á, thì Quỳnh Anh thì diễn không ra được cái điệu á chị. Tại vì em muốn bé điệu dễ thương, rất là đãi, mà bé là thứ nhất là cũng có thể do cái giọng của bé là miền Trung, đúng rồi, dùng miền khác nhau, cho nên cũng khó cho con. Rồi sau đó chú Vũ cũng góp ý con là thôi con bớt cái đó lại, bớt đãi lại, và con cũng đã tiếp thu liền rất là nhanh để mà con làm được trên sân khấu ngày hôm nay. Vĩnh cũng vậy. Cô Trang cũng sợ là con sẽ bị cuốn theo Quỳnh Anh, con sẽ bị điệu luôn giống Quỳnh Anh, tại vì mình diễn tay đôi với nhau dễ bị cuốn qua cuốn lại lắm. Thì hôm nay là con cũng không có bị cuốn theo bạn. Nói chung là hôm nay tụi con đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò của mình. Cô Trang chúc mừng con. Cảm ơn cô. Và phải chúc mừng cô Trang nữa chứ. Và cô Trang là trên cả tuyệt vời luôn. Mọi người đồng ý không ạ? Yeah. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn. Thank you.
bên lúa, anh bên lúa, cánh đồng làng ven đê, hồ Tây xanh mênh mông, trong tươi thắm ngàn chiều. Làng em làm hoa, hoa thơm ngát bốn mùa, hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng. Trong gió bâng chân lội buồn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thấy chân. Ba giọng hát của chúng ta, Hoàng Yến, Lam Khuê và thành viên thứ ba Trâm Khanh. Vâng, một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho ba bé. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên, xin mời gia đình của nghệ sĩ Thu Trang và Dương Triều Vũ. Hôm nay ba đứa mặc ba cái áo dài rất là dễ thương. Chú rất là thích cái cách mà con để tóc như thế này. Và ba đứa đã vẽ lên một cái bức tranh về cái nguồn lương thực mà không phải ở đâu cũng có được. Cái nguồn lương thực mà đã nuôi dân Việt ta qua biết bao nhiêu đời. Cảm ơn mấy con đã cho chú thấy một cái hình tượng rất tuyệt vời đó. Cảm ơn, chúc mừng ba con. Cảm ơn chú. Về phần hát thì cô không có nói nhiều, nhưng mà cô thấy hình như là tụi con hơi bị run đúng không? Nhất là Trâm Khanh, cô thấy là con hơi bị tâm lý chút xíu, con hơi bị run á, đúng không? Đâu có gì đâu run, cái này là mình đang vui chơi trên sân khấu mà, không có gì run hết trơn á đó. Cho nên chính vì cái sự hồi hộp, cái sự run của con á, đôi khi nó có ảnh hưởng chút xíu về cái phần biểu diễn của con. Các bạn khác còn lại thì được hơn, tốt hơn chút xíu. Cô cũng hy vọng là lần sau mà mình có cơ hội mình đứng trên sân khấu hay gì đó nữa thì mình phải tự tin lên, mình giải phóng cơ thể mình ra. Ba đứa nha, làm một lúc với chú nha. Chú Vũ ơi, chú Vũ, người ta thấy thoải mái hơn kìa. Thấy cháu cười không? Không. À. Trang. Dạ. Trang với Nghĩa lên gặt hái lúa thử xem sao cho mấy ba đứa mình lên cháu. Vậy chứ gặt hái lúa quá đi. Không phải nè, ngay cả bây giờ nè, Trâm Khanh, cô Trang nói con nghe nha. Ngay cả bây giờ mọi người đã vui cười như vậy rồi mà con còn đang rất là căng thẳng.
Thật sự con còn đang rất là căng thẳng, con chưa vui, con phải cười tươi lên. Nè, ngay cả nãy chú Vũ làm vậy mà con còn không làm được, giống như chú Vũ đó, con phải làm vậy. Đó, đây, con cho làm. Con làm. Con đừng làm vậy, bởi vì mình là con gái, mình mặc áo dài trắng mà con mình đâu có làm như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao để giải phóng cơ thể. Bây giờ, mời ba anh chị đi gặt lúa giúp giùm em cái. Đó. Dạ. Thôi bây giờ nè, ba đứa con hát lại đi rồi ba cô chú diễn cho. Mấy con đứng lùi lùi đến phía sau nè. Giống như là mấy con là hát chính rồi ba cô chú là múa minh họa vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu hát đi. Từ trong chạy ra rồi ngoắt nhau rồi kia chạy ra đó hát. 2, 3, vô. Khán giả vỗ tay à. Yeah. Từ bàn tay xưa cây trong gió vẫn chân lội buồn sâu dưới trời mưa phùn. Và đôi vai xưa nhớ thời gian gặt lúa mà tôi thiếu điều, ba người này vô phá nát luôn cánh đồng lúa vậy đó. Đó Trâm, con thấy không, nếu mà hồi nãy mà con tâm lý vui vẻ như vậy là bảo đảm với con là rất là hay luôn. Nhưng mà cô cũng khuyên tụi con sao một cô? Cái điều như vậy nè. Sao cô bán qua luôn rồi? chị Bảy ơi. Chị Bảy bán bông. Chị Bảy bán bông. Nè, cô đúng là cô kêu ba người lên thị phạm cho tụi con. Nhưng mà nhớ lời cô dặn. Đừng có bắt chước ba người đó. Tại vì cô mà bắt trước đó thì cái microphone con nó đã đi đâu rồi chứ nó không có nằm trong miệng tụi con. Ba người này gặt lúa mà cô tưởng đánh lộn ấy. Ý là con phải có một cái tinh thần thoải mái như vậy. Đúng đó rồi. Thì mình sẽ trình bày cái ca khúc đúng này nó hay hơn. Thật sự là cô thấy là bây giờ nè, cô lại thấy con hát hay hơn hồi nãy gấp mấy lần luôn. Cái tâm lý của tụi con thoải mái thì tụi con hát nè chuẩn hơn nè, mặt tụi con tươi hơn nè, hát hòa quyện hơn. Rút kinh nghiệm, nếu lần sau mình lọt vào vòng trong thì nên nhớ mỗi lần mình bước lên sân khấu cứ tưởng tượng là lần này mình hát xong là mình không được hát nữa đó. Thôi hát cho thoải mái, hát cho hết. Bây giờ tới cười tới thấy ghét không? Hồi nãy tụi con ra hát cái bài đầu tiên á, chứ nghe một cái bài hát nó dễ thương, nó hay, cái giai điệu nó du dương. Sao mà mặt ba đứa nó buồn quá vậy ta? Cái chú bây giờ mình vô cái kịch bản này nè, cái list bài hát, cái thấy bài này tên là bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa, mà mấy đứa hát cái mặt dòm như mùa đông vậy đó. Tại vì mặt của con đến mùa. Mặt của con hơi buồn, hơi căng thẳng á, chính vì thế là nó không toát lên được cái tinh thần của cái bài hát. Khi mà qua cái bài sau thì tụi con thoải mái hơn được một chút xíu, bởi vì cái tiết tấu nó cũng nhanh hơn, tụi con tự tin hơn rồi thì trình bày nó hay hơn. Đó. Đấy, tụi con cứ nhìn cái mặt của chú Nghĩa là thấy được mùa xuân nè. Đấy, mùa xuân. Đó. Mùa đông. Đấy, mùa xuân với mùa đông nó khác biệt rõ, thấy không? Mùa hè. Mùa thu. Ủa mà mùa thu sao buồn vậy? Mùa thu lãng mạn mà. Mùa thu buồn chị, tôi nói mùa lãng mạn, thu là phải lãng mạn. Với em thu buồn lắm. Thu buồn. Xuất sắc, các con diễn vậy được là quá hay. Bây giờ mình nghe cái gia đình này. Hôm nay tụi con đã thoải mái hơn nhiều lắm rồi. Chắc có lẽ là Minh Tuyết cũng ngạc nhiên tại sao Tuyệt Đỉnh Song Ca mà cái này nó tam ca. Là bởi vì là gia đình của Dương Triệu Vũ, Thu Trang và Thanh Bạch với lại Đoan Trang á, thì thay vì 12 người thì thương các bé cho nên tăng lên 14 người. Mà mình chỉ có 6 tiết mục thôi, cho nên thành ra phải có 2 tiết mục tam ca như thế này. Và ba bé thì lần đầu tiên phối hợp với nhau như thế, cho nên là 2 bài hát lại hoàn toàn mới. Mỗi một bé lại một phong cách khác nhau, phải chung trong một cái liên khúc như thế này. Thì lúc đầu các con lo lắm, và tất cả những mọi phần biểu diễn hầu như gạt bỏ hết, các con tập trung để hát cho đúng, tập trung để đúng nhịp. Mà cái phần bè thì đâu phải tuổi này mà quen hát bè đâu. Các bé đã vượt qua được chính bản thân mình. Hôm nay tụi con làm như thế
là đã có thể nói là bài tập của cô Trang đưa ra là các con hoàn thành tốt. Phần diễn xuất tụi con vừa phải, để không có bị mãi chạy theo diễn xuất mà mình hát nó không tốt thì nó còn dở hơn. Cho nên chú Bạch chấp nhận tiết mục của tụi con với cái mức độ ba đứa phối hợp ăn ý như vậy. Cười lớn. Xin mời ca sĩ Đăng Trang. Ba đứa con hôm nay lúc bước ra hát, cô muốn chảy nước mắt. Tại vì không ai hiểu cô cháu mình hơn là chính cô cháu mình hiểu nhau, đúng không? Đối với cô, tụi con đã cố gắng hết sức rồi. Còn những cái gì còn lại về nhà mình sẽ nói với nhau. Cô ước gì cô có thêm thời gian để ở bên cạnh tụi con, để cho tụi con thêm tinh thần, để cho tụi con thêm những bài học cùng với chú Thanh Bạch ha. Như vậy là tốt rồi, chúc mừng tụi con. Các bạn nhỏ phải cảm thấy rất là thoải mái, tại vì ngày hôm nay các bạn rất là dễ thương và các bạn đã mang đến cho khán giả nghe một cái bản mashup rất là khó. Mấy con không có gì phải buồn hết. Mấy con phải hạnh diện hơn tất cả những người bạn khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mấy con trình diễn được chú Vũ nè, cô Trang nè, chú Nghĩa nè lên minh họa cho con, có cái vũ đoàn nào mà lộng lẫy được vậy không? Đúng rồi. Khó lắm nha con. Đâu phải ai bây giờ chú Nguyên Khang là muốn cũng đâu có được mấy cô chú lên minh họa cho vậy đâu, đúng không con? Mà mấy con được cả ba cô chú lên vậy rồi, cô Minh Tuyết đứng ôm bông phụ họa với con nữa, trời ơi quá trời đã rồi, còn cái gì nữa con? Hãnh diễn cười lên. Ok rồi, vui lên tụi con, không sao hết. Ok dễ thương ba cô gái trong tà áo dài trắng của chúng ta.
một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, ca khúc Trở Về Đi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Đỗ Anh Tuyết, năm nay em 11 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Đỗ Lê Hồng Nhung, năm nay em 13 tuổi. Em ơi, nãy giờ là cô nói ở trên đây, cô nói sao cô thấy quen quá, rồi. Sao chị, quen ở đâu chị? Thí sinh hồi đó thì biết cho nó mấy đời lớn quá, mới có mấy năm mà lớn quá con ơi. Ngày xưa là cô mê nhất là gì? Mê đôi mắt của em ấy hơi nhất nè. À, mới đây cô lớn quá, dễ thương, ngày xưa khoái lắm, cặp mắt. Mắt bây giờ vẫn đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp mà lông mi cong vút à. Dung có nhớ cô không? Dạ có. À, trời bữa nay giỏi quá, bữa nay hát tốt, chắc chắn vô cùng. Tuyết ơi, con bè rất là chắc, con giữ cái bè của con chắc mà rất là hay luôn. Hai đứa hát rất là chất, tức là làm chủ được cái giọng của mình, hát tốt. Cô rất thích tiết mục này. Mà khi mà cô đã bấm rồi thì con hiểu đó hả? Cô đã gài cái cần này xuống là cô mong tụi con về với cô. Chị nói là chúc mừng tiết mục của tụi con rất là hay. Nhân tiện và anh Nghĩa luôn. Biết nói gì hơn nữa, bây giờ khi mở màn ra hai cô bé xinh xắn dễ thương nhưng mà rất là cá tính, hát thì hòa quyện với nhau. Mà mấy con ơi, chú tiết lộ nhẹ cho mấy con biết nha, trong đội của chú không có cái màu này. Màu dân ca thì nó nhiều vô kể. Bây giờ có hai con mà về đội của cô chú, hai con làm chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Chúa đảo. Không chưa. Mời bệnh. Rồi xin mời gia đình bên đây. Dạ. Đầu tiên là cái mà cô thích hai đứa con, bé Nhung với lại Ánh Tuyết, là tụi con mặc đồ rất là chất, rất là cô rất là thích. Cái đồ này là của tụi em rất là chất. Phối hợp với nhau để chuẩn bị hay là như thế nào? Dạ. Cô đánh giá cao hai đứa con và rất mong muốn tụi con phải về với cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch. Đó là bản thân cô rất là thích hát những bài hát có những cái nốt treo, nốt cao liên tục. Và tụi con rất bình tĩnh đi tới cuối bài. Và đó là cái mà cô nghĩ là mấy đứa mình rất là hợp với nhau và quyết định luôn đi. Hai con biết sao không? Nếu như mà 2 giờ hai con về cô Đăng Trang thì phải biết rằng trong đội cô Đăng Trang nhiều lắm. Nghĩa, bên đây chưa có nói hết. Dạ, em mời chú Bạch. Tụi con có thế mạnh nhảy nhót bài tiết tấu được không? Có không? Hai bạn có nhảy được chắc không? Thôi hai là bạn có khả năng vũ đạo không? Thua ha. Không sao, nếu mà tụi con không có vũ đó, đạo. Cái thiếu đó là cái cần phải bổ sung. Thì phải cần về với đội của cô Đăng Trang hơn. Tại vì cái mà cô lo cho tụi con là cô Cẩm Ly không có múa được. Không con ơi, được hết con. Trời con ơi. Tại sao cô Đăng Trang nói cô Ly không múa được? Hay là cô ấy có len lén đi học dance sport rồi hay chăng? Dạ. Cái này mình thi hát hay là mình thi nhảy vậy? Không phải. Thi hát hay thi nhảy? Tại sao chúng ta lại có Thu Trang, Đại Nghĩa và Thanh Bạch ở đây? Thì sao? Thi hát đúng, nhưng hát phải có nhảy kèm, phải có biểu diễn, phải có thần thái, có sắc vóc, có tất cả mọi thứ, đúng không khán giả? Con thân mến, chú quen tới 8.000 vũ công lần này. Cô Ly có thể không dạy con nhảy được, nhưng mà các cô chú vũ công khác chú đều từng làm việc qua con hết. Nghĩ rằng con nghĩ rồi nguyên cái vũ đoàn mà chuyên môn đi nhảy bà anh ba khía cho cô Ly đó. Là ý gì? Là hai đứa này không bấm được. Người ta có duyên thì mình vỗ tay thôi. Có duyên quá chị. Chứ đây bây giờ bắt đắt rồi chị ghen rồi sao chứ. Ok, bây giờ hai đứa con cứ chọn. Không sao. Để cô Ly nói con. Tại vì cuộc thi của mình là thi hát, con hiểu không? Đúng rằng khi mà mình lên mình hát, mình có kèm theo về những cái diễn xuất, mấy cái vũ đạo khi nó cần thiết ở những bài hát nào đó. Nhưng mà cái chủ yếu nếu mà giọng con đã quá hay thì người ta sẽ tập trung nghe giọng con. Và chắc chắn là sẽ có những cái diễn xuất. Chứ không phải bắt buộc đi hát là phải nhảy dance sport. Phải không? Đâu có bắt buộc đâu con, đâu bắt buộc bài nào cũng phải vậy. Không lẽ giờ mà hát nhầm bù mình cũng nhảy dây luôn. Nói chứ thậm chí bây giờ nha, nếu như con hát hay, con vừa hát con cũng nhảy mà nhảy dây cho chú. Đúng không? Khán giả cũng thích. Trời ơi, miếng. Quá trời miếng luôn. Anh Nghĩa bây giờ mới xác định anh mới là chúa đạo. Hai con hát rất là tốt, có phong cách trẻ trung và giọng cao chót vót. Và bây giờ cái sự quyết định của tụi con sẽ định nguyên cái tương lai của con ở trong cái chương trình này luôn. Một là con vô trong trong đội của chú Bạch và cô Đoan Trang là hai người có rất nhiều màu giống như con. Hai là con vô đội của chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly, hai người mà không có chuyên về màu của con. Chứ Dương Triệu Vũ nói rất là đúng. Trời ơi, mới đầu nha.
mới đầu dè với bên đây quá trời luôn, không sâu. Trời cô đã ơi đã luôn. Thôi bây giờ nãy giờ cô giỡn thôi, không có lên tivi thì bây giờ không, cô Trang ơi làm rồi lên hết đó. Hồi nãy bà Đoan Trang bá xà quá, xà bất cứ bà Đoan Trang bá xà quá, bà tính xài xẻ hai con người này. Em thấy rõ ràng bà Đoan Trang qua đây có khiều nhẹ không ông Vũ? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng bà cầm cái váy bà phất thạch 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 thạch, bà qua bà nói chứ Vũ 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 em có tham gia cái cuộc thi cái gì Vũ xài xẻ hai ngọn tan nát. Bây giờ bà qua bà làm gì ghê? Thạch cái xong rồi có lén lén đưa gì nữa, đưa gì nữa, hối lộ quá. Rồi xong, hiểu không? Oh yeah. Tụi con về tập thoải mái chú cho. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp khi chú bạn xem ban nhạc Philippines trình diễn. Cái thời cách đây 10 năm, các nhạc sĩ, nghệ sĩ Philippines gửi từ Philippines mua cái này 60 đô để mà kỷ niệm, con hiểu không? Và cái này thì ngày nay bán tràn lan ở tất cả các tiệm nhạc cụ hết rồi. Nhưng cái này là một cái kỷ niệm rất là hay và con gõ những vị trí khác nhau. Nó con gõ gì không, con hát, con nghe thấy tuyệt vời. Oh yeah. Ủa chú Bạch không cho hai bé luôn à? À, thì hai bé lại đây nhận chứ làm sao mà mình để nó được. Chú Bạch rút kinh nghiệm. Đòi quà rồi. Chưa có chia tay mà đòi quà rồi. Trời ơi. Hey, 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 hop, hop, hey. Thưa quý vị, chỉ một cái sự bình luận mà chúng ta thấy xuống cho em. Hai màu khác nhau, đây là màu dân ca, còn bên đây là màu lá tinh. Con ơi, về đội bên đây con làm bá đạo con ơi. Cần chú đảo nè con, chú đảo. Bây giờ một ngày mới như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay ta như đứa trẻ, của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa rơi ấm lòng. Dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Từ hôm qua ngày ta đâu trôi xa dáng đêm.
đường lớn để mong bé lại. Những ngày hôm qua, ngày nhớ đau chân áo để lại. Có một điều ước em sẽ trở lại. Giờ anh đang thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm như con đường. Giờ nghe là vẫn em không trở lại. Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Thật ra thì cái bài này chúng tôi đã thay đổi một chút lời của ca khúc để phù hợp với lại các bé khi biểu diễn trên sân khấu Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Câu chuyện kể về hai bạn học trò có những cái ký ức, những cái rung động của nhau khi bắt đầu bước vào cái tuổi mà có nhiều cái xúc cảm, nhiều cái thay đổi trong suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì cũng thưa quý vị, đây là cặp đôi song sinh duy nhất mà chinh phục chúng ta từ cái vòng ngoài. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang. Vĩnh Tâm ơi, cho anh xin mi thứ rải tự do. Có lẽ trong âm nhạc có một sức mạnh. Em rải tiếp tục luôn. Có nhạc đệm đó. Tức là anh nhận xét mà có nhạc đệm đó. Có lẽ trong âm nhạc có em một sức mạnh rất nhiều á. Khi tạo một không gian cảm xúc. Trang phục này giống như các bạn bước ra từ những trang sách của lứa tuổi mới lớn. Các bạn tạo nên một cảm xúc mà chỉ tuổi của các bạn mới có thể làm được. Các con đã tập luyện với nhau rất là kỹ và tạo thành cái điều đó trong khoảnh khắc. Thì khoảnh khắc đó đáng giá. Nhiều năm sau nữa, đây là kỷ niệm đẹp trong đời của hai chị em. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cái cách nhận xét nó rất là truyền cảm như thay lời muốn nói vậy á. Nơi anh cho em cái điệu bolero. Tum ta 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 tum ta. Các con thân mến, khi hai con vừa mới xuất hiện, chú Nghĩa cứ tưởng tượng rằng mình rất ba luôn cơ Nghĩa. Mình đang tham dự một cái buổi tiệc cưới. Hai con như hai thiên thần nhỏ xuất hiện hát mở màn trước khi cô dâu và chú rể xuất hiện. Từng dòng cảm xúc các con đưa vào trong lời hát của mình. Mệt quá. Từng cái sự biểu cảm hồn nhiên của các con, nó làm cho cảm giác chú như nhớ về một cái thời tuổi thơ. Chú có cảm giác chú là cô gái đến từ hôm qua. Chú nói lộn nhưng chú cũng muốn nói lại là như vậy đó. Xuất sắc. Và không biết đối với gia đình Vũ Trang thì chúng ta muốn nhận xét bằng âm nhạc hay thôi kệ nó cứ bình thường đi. Vũ nghĩ thôi kệ cứ bình thường là tốt. Dạ. Em dân ca đi, dân ca cải lương. Oh, yeah. Dạ. Xuất sắc. Rồi lên Vũ Trang mà. Rock đi. Rock đi. Rock đi. Ta 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 ta. Làm cho cô chú đây một phen hạnh diện. Xuống luôn, xuống luôn, xuống họ luôn. Xuống họ lên, câu thứ hai xuống luôn. Em xin lỗi, em bí văn á. Trang ơi, em làm anh mất mặt luôn. Hai con hôm nay đúng như là hai thiên thần vậy đó. Rất là dễ thương. Và hai con hát với một cái lối mà nó mộc mạc, mà nó không có một cái chút gì của đời hết. Nó rất là đơn giản, rất tự nhiên, giống như là nói vậy đó. Con có thể, hai con có thể bè lại cho chú nghe cái
Như chuyến em cô gái đến từ hôm qua được không? À, cho em cái rải cái tông cho mấy cháu. Ngày thơ đâu chưa xa dương để lại, giờ có một điều ước em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi những cơn mưa, cười thắm như con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, và mai là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như anh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm. Và quý vị có biết một điều đặc biệt nữa, không phải là những cái bè không, mà chính hai cháu là người đưa ra những cái bè này. Đây là một cái điều rất là cần thiết trong âm nhạc của Việt Nam. Hai con hôm nay làm cho chú rất là hạnh diện. Cảm ơn hai con. Thì hồi nãy em nói rồi đó anh Vũ, hai con làm cho cô chú một phen hạnh diện đó. Còn em làm anh là cô Thu Trang. Hai con làm cho cô hãnh diện, mà còn cô Thu Trang làm cho mọi người một phen hết hồn. Cảm ơn hai bạn. Yeah, yeah, yes, yes. I know, I know, I know. Yes, I'm coming now. Yeah. Ủa, con. Tới giờ đi làm rồi hả con? Trời ơi, con nói với cha biết bao nhiêu lần rồi. Bên này nó buồn muốn chết. Cha cứ ôm cái cây, cái cây này là cây đờn kim. Đó, cây đờn kim, đờn búa gì đó. Cha đánh cái bài gì mà nó buồn muốn chết vậy hả? Thằng thì bởi vì ở đây nó buồn quá con ơi. Ha, con đi làm tối ngày à, nhiều khi nhà cha biết làm gì đâu. Có cây đờn kìm này để làm bạn thôi. Ủa, cái này là con nói trước với cha rồi chứ không phải không nói đâu. Con nói là qua đây buồn dữ lắm, vậy mà cha cũng cứ đòi theo. Cái này là lỗi của cha chứ không phải của con à. Coi, cái thằng nói chuyện lạ không. Cha thương con, cha thương hai đứa nhỏ, cho nên cha mới qua bên đây. Giờ má bay mất sớm rồi, còn ai đâu. Không theo con giờ theo ai hả con? Rồi, nếu mà cha nói được như vậy á, thì bây giờ con khuyên cha là đổi cái gu âm nhạc đi. Bây giờ không bỏ cái đờn này đúng không? Bây giờ chơi cái đờn này luôn, nhưng mà cha đánh cái thể loại nhạc gì là nhạc rock đi. Trời ơi, cho nó hợp xu thế. Mày nghĩ sao mà mày biểu cha từng tuổi này mà quánh cái gì nhạc rock con? Rock gì nổi mà rock, giờ cha chỉ có nước rock mía thôi con ơi. Nếu mà không đánh đờn nữa thì thôi chiều chiều con chở cha ra park đánh cờ được không? Con ơi con, nhìn đi, trời lạnh như vậy, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, có ai đâu mà quẩn mà ra ngoài quánh cờ với cha. Đó, coi đó, rồi cha bệnh nữa rồi đúng không? Không có sao, cha không có sao hết, mày đi làm đi. Trời ơi, cha không có sao. Thôi đưa đây cho con đi. Đưa đây. Ôm rồi bệnh nữa bây giờ. Đưa đây. Thôi mà. Trời ơi, mày làm cái gì vậy con? Nhỏ nó sợ kìa. Thôi con đi làm đi con ơi. Đi đi, trễ giờ rồi. Bây giờ con đi làm đó. Chiều con về sớm con đưa cha đi bác sĩ. Hai đứa nhà con ngồi nghe không? À thôi, không có gì hết con, không có gì hết. Ba tụi con nó đi làm mệt, cho nên nhiều khi nó quạo quọ vậy thôi. Không có sao hết, không có sợ nghe không con? Sao có nghe chưa? Ba tụi con là thương ông nội dữ lắm. À, giờ ngay đi. Có hai đứa nhà chơi với nội vậy là nội vui lắm rồi. Để nội kể chuyện cho tụi con nghe nghe không? Bữa nay tụi con muốn nghe gì đây nè? Hay là để nội kể chuyện cũng thích.
Cha mày, sao tự nhiên bữa nay đòi ông nội kể nghe chuyện bà nội hả? Đi mà ông nội, tụi con muốn nghe mà. Rồi, để nội kể cho tụi con nghe ha. Hồi xưa đó, bà nội tụi con đẹp nhất vùng. Nội còn nhớ cái lần đầu tiên mà nội gặp bà nội tụi con. Cha thường kể nhiều là từ phụ tương bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tinh chàng, nằm ở cạnh mơ màng. Cha kể tôi nghe, cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ, cả cuộc đời phải chờ chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần người nam nữ. Từ là từ phụ tương bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tình chàng, nằm mở canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặn đói à. Nguyện cho chàng hai chữ an bình an, là nguyện cho chàng hai chữ an bình an. Wow, quá hay đúng không quý vị? Quá tuyệt vời, xin cảm ơn phần biểu diễn của các viên Ngọc Nhi. Xin cảm ơn phần phụ diễn của diễn viên Tấn Phát trong vai người con. Và đặc biệt là phần diễn xuất rất rất là tuyệt vời, cảm động của nghệ sĩ Đại Nghĩa. Và đặc biệt là cuối cùng thì ông cũng đã đoàn tụ với bà. Với phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly rất là xúc động. Và bây giờ xin phép được mời phần nhận xét của gia đình nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Đúng là một cái tiết mục mà được dàn dựng rất là công phu, mất rất là nhiều cái chất xám của các huấn luyện viên của tụi con, đã chuyển đổi những cái không gian một cách rất là hiệu quả như là phim ảnh vậy đó. Và cái điểm nhấn mà rất rất lớn của bài tụi con đó là khi cô Cẩm Ly đứng dậy và hát cái câu Dạ Cổ Hoài Lan,
rước ông của con về bên kia thế giới nó rất là vừa phải, nó không có bị quá nặng nề, cho nên là chú nghĩ đây là một cái tiết mục hai con sẽ được mọi người chú ý rất là nhiều. Chú cảm nhận được sự hạnh phúc của hai con khi được diễn cái phong cách, cái thể loại này. Nghệ sĩ Đại Nghĩa rất là giữ tâm lý từng phút giây, không có lơi một phút nào hết. Cái vai của Nghĩa ít hát nhưng mà diễn rất là đầy, thì tụi con mới có được cảm xúc như vậy. Thì ở đây các con đã tìm được chính cái cảm xúc chân thật để sống được với cái nhân vật mà cái hoàn cảnh hoàn toàn khác cái hoàn cảnh thật của hai con. Thì điều này chính nhờ sự chân thật, tình yêu thương và sự nỗ lực đam mê của các con đã mang lại một tiết mục rất là tuyệt vời của chương trình chúng ta. Hôm nay giỏi lắm nha, hôm nay cảm xúc đi dâng tràn được rồi, diễn rất là tốt. Cho nên là cô rất là khen, chứ lúc tập thì cũng chưa ngẫm lắm đâu. Và cái ý nghĩa trong bài hát này nó khiến rất là nhiều người phải suy ngẫm. Đôi khi là mình không có để ý nhưng mà suy ngẫm lại thì mới thấy cha, thấy mẹ lúc mà còn được ở bên cạnh thì nên trân trọng những giây phút đó. Cô cảm thấy rất là vui với tiết mục này, với hạnh diện của hai con. Mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Quý, 14 tuổi, con đến từ Sóc Trăng. Yeah. Đây là một thí sinh người Khmer. Cái làn da của bé nó có làn da bánh mật rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh nghe trong cái giọng hát của em so với cái lúc mà mình trao đổi nói chuyện với nhau với lúc tập á, nó có gì đó nó không có được khỏe lắm đúng không? Có vấn đề gì không? Dạ em đang bị bệnh. À đang bị bệnh cho nên là cái giọng hát đó nó chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. May là chưa đạt phong độ tốt nhất đó, mà còn hát tôi muốn rụng rúng vậy đó.
thử coi phong độ mà tới nóc coi. Trời đất ơi, ai mà chịu cho nổi con ơi. Con không những hát hay mà cái màn vừa mở ra tất cả mọi người đều vỗ tay, thậm chí là rú lên. À, trời ơi, xoái ca là em đó quá. Em rú đó. Xoái ca là em đó. Đẹp trai quá. Xoái ca. Con có chút giọng, giọng của con nó vang nó sáng, nhưng mà bài hát này con bị mắc rất là nhiều lỗi. Con nó bệnh mà. Không, mình đang nói trên cái mình chưa có biết kìa. Mình đang nói là cái hiện tại ở đây. Còn cái bệnh là con chia sẻ sao. Cái màu giọng của con thì được, con chỉ thiếu tình cảm nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều à. Cho nên là cô nghĩ là cô với chú sẽ cho con một cơ hội để được đi tiếp. Dục lo mùa
chẳng thấy về quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ảnh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí, và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Khang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên, thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùi xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này. Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng đã tạo nên một cảm xúc rất là dân tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã. Trên sân khấu nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Duy Trì. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con, và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất, nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nguyễn chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước, mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý, mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư, và các con đã hát tốt cái bài hát của mình, cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác, và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực, để có những cây đàn đẹp ở đây, để có chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình. Đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình. Anh hai ơi, cái gì vậy em? Sao em cảm thấy nhớ nhà quá à? Nhớ quê của mình nữa. Anh cũng nhớ nhà, nhớ quê của mình nữa. Nhưng mà bây giờ á, gia đình mình xa quê rồi, biết sao bây giờ? Thank you.
giọng nữa cô buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê và Dạ Thảo trong ca khúc Gợi Nhớ Quê Hương. Và xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Hai con tập với nhau rất là nhiều phải không? Dạ tập 2 ngày cô ơi. Có 2 ngày thôi đó hả? Dạ. Tập có 2 ngày, mỗi ngày tập bao nhiêu tiếng? Nửa tiếng, nửa tiếng. Tiếng. Thành thật quá các con, thật là đáng yêu. Cô nghe tụi con trả lời cô choáng váng quá. Vì tụi con không có tập nhiều, nhưng mà cô nghe từ đầu bài tới cuối bài á, từng cái ngắt câu, từng cái lấy hơi rất là đều với nhau. Có người là dí dơ, mình có người là vậy, nhưng mà có người là luyến kiểu khác. Nhưng hai con luyến y chang cái nốt giống nhau luôn. Cho nên cô rất là khen hai con trong bài hát này. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà cũng phải nói là các bé cũng đã tập rất là nhiều ở nhà đúng không? Các con cũng tự tập rất là nhiều một mình với cái ca khúc này. Và cũng chia sẻ là tại vì hai bé là cũng ở xa, ở tới tận An Giang lận.
Cái mà cô khen là các con tự làm bài tập ở nhà. Tất cả các thí sinh phải nên nhớ, cái quan trọng nhất là khi huấn luyện viên của mình dạy cho mình xong rồi đó, thì các con phải về nhà và bản thân mình phải tự làm bài tập. Và xin mời gia đình Vũ Trang chia sẻ. Vũ nghĩ cái đáng yêu khi mà mình làm với trẻ con á, là tức là mình hỏi gì nó suy nghĩ sao, hoặc là có gì là nói y chang vậy. Lúc nãy hai con hát trên đó, không biết, chắc con không biết, nhưng mà chú ngồi đây chú đã rơi nước mắt và chú phải kềm chế cái cảm xúc của mình. Là tại vì cái cảm hứng mà để chú dàn dựng cái bài này cho con là khi chú xem cái phim Dạ Cổ Hoài Lan. Chú cũng sống ở nước ngoài từ lúc chú 9 tuổi, cho nên chú hiểu được cảm xúc mà khi mà mình thèm những cái gì mà nó chân thật, nó gần gũi nhất đối với mình. Cho nên khi hai con hát về quê hương, rồi một đoạn mà cái đồng lúa nổi lên ở phía sau. Em đừng có giật cái vương miệng mít ướt của chị nha. Hai chị em mình mít ướt thiệt luôn á. Chú thấy cái cảnh đồng lúa, rồi hai con hát những cái lời ca ngợi quê hương, nhớ đến quê hương, thì làm cho chú cảm rất rất là xúc động. Và khi thấy hai con là hai đứa mà hiền nhất ở trong cái đội của Dương Triều Vũ, cho nên những cái lời lẽ của con hát về quê hương nó rất chân thật và nó tới thẳng trái tim của chú. Và chú tin chắc là những cô chú ở dưới đây khi nghe mấy con cũng có cảm xúc động đúng không? Y chang như vậy. Hai con lại ôm chú Vũ động viên chú cái. Dễ thương. Rồi chú Vũ không được mít ướt. Cô Trang không mít ướt có được ôm không? Nhưng được mà xin lỗi. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang. Thiệt sự Vũ rất là cứng rắn nha. Về tình yêu, về cái gì Vũ rất là bản lĩnh. Nhưng mà chỉ có hai chủ đề duy nhất mà mỗi lần nói lên là Vũ không có kềm chế được. Thứ nhất là về quê hương, và thứ hai là về cha mẹ. Chỉ còn hai chủ đề đó là tự nhiên nó chảy nước mắt. Nước mắt nó ròng ròng nó chảy ra. Trang ơi, chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy để khi nào mà Vũ rơi nước mắt mình quay qua mình chậm liền, chứ đâu có thể làm phiền nhà hàng xóm người ta qua chậm nước mắt ngoài được chứ. Sau cái tiết mục này là em sẽ có sự đầu tư. Một lần nữa xin được dành một tràng pháo tay cho hai bạn của chúng ta, Long và Thảo. Chúc mừng hai bạn nha. Cảm ơn hai con.